Bộ trưởng quốc phòng Anh đã buộc phải trú ẩn trong hầm trú bom trong chuyến đi đầu tiên tại Ukraine kể từ khi nhậm chức, Independent đưa tin ngày 8 tháng 7 ông John Haley, người đang có mặt tại thành phố Odessa ở phía nam Ukraine để họp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn tổng thống Andriy Yermak và bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov đã công bố một gói vũ khí mới cho Kiev. Ông buộc phải chạy bom và tiếp tục cuộc họp trong hầm trú ẩn sau tiếng còi báo động không kích vang lên ở thành phố phía nam Ukraine. Haley cho biết cuộc họp đã tiếp tục diễn ra ở hầm trú ẩn trong khoảng 35 phút trước khi ông và người đồng cấp Umerov được thông báo tình hình đã an toàn. Ông cũng được gặp Tổng thống Zelensky khi đi thăm một bệnh viện quân y và tham gia lễ tưởng niệm vào ngày hải quân Ukraine. Ông Kelly sau đó tuyên bố rằng anh sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và đẩy nhanh các nỗ lực cung cấp hỗ trợ quân sự đã cam kết với Kiev trước đó. Bộ Quốc phòng cho biết, ông Kelly đã chỉ đạo các quan chức cấp dưới đảm bảo gói hỗ trợ Ukraine được chính phủ Anh cam kết vào tháng 4 phải được triển khai đầy đủ trong vòng 100 ngày tới. Anh đã cung cấp hơn 7,6 tỷ bằng Anh viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ cuộc xung đột giữa nước này và Nga bùng nổ vào năm 2022. Là bộ trưởng quốc phòng mới, tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ khôi phục lại sự hỗ trợ của Anh bằng cách tăng cường cung cấp viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine. Cam kết của chúng tôi là sát cánh cùng người dân Ukraine, ông Kelly cho biết. Người tiền nhiệm của ông Kelly, cựu bộ trưởng Grensap, từng hủy chuyến thăm Odessa vào tháng 3 vì lo ngại về các cuộc tấn công bằng tên lửa. Nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris cho biết trên blog YouTube của mình rằng các chiến binh của lữ đoàn Azov khét tiếng đang đe dọa trả thù Tổng thống Zelensky nếu ông đồng ý đàm phán với Nga. Ông Alexander Mercuris nhấn mạnh các thành viên của lữ đoàn Azov đang đe dọa ông Zelensky. Họ nói rằng nếu ông ấy đàm phán với Nga, họ sẽ truy đuổi ông ấy các chiến binh đã đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ và đối với tôi có vẻ như sẽ là một sai lầm lớn nếu không xem những cảnh báo của họ một cách nghiêm túc. Theo Mercuris, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine không những không muốn ngừng bắn và giải quyết xung đột mà còn sẵn sàng tiếp tục các hành động thù địch. Nhà phân tích kết luận những kẻ cực đoan ở Kiev sẽ coi bất kỳ liên hệ ngoại giao nào với Nga là sự phản bội. Nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tổng thống Putin nhấn mạnh đàm phán phải dựa trên thực tế. Thực tế đã phát triển trên trái đất, chứ không phải là dựa trên mong muốn sau khi sử dụng thuốc hướng thần. Trong một diễn biến khác, ông Zelensky vào ngày 8 tháng 7 nói rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không có đủ ảnh hưởng cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông muốn thấy Mỹ, EU hoặc là Trung Quốc đảm nhiệm vai trò đó. Ông Oban đã đến thăm Kiev vào tuần trước và đề xuất một lệnh ngừng bắn mà Zelensky đã từ chối. Kể từ đó, ông đã đến Moscow và Bắc Kinh, trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw vào ngày 8 tháng 7 về việc liệu ông ấy có thể làm trung gian hay không thì không có sự trung gian nào giữa Nga và Ukraine cả. Ông Zelensky nói thêm, chỉ có những liên minh nghiêm túc mạnh mẽ mới có thể đóng vai trò trung gian. Theo ông, xung đột sẽ không kết thúc thông qua hòa giải, mà là khi một cường quốc có nền kinh tế mạnh và quân đội mạnh có thể gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ. Hungary đã tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 7. Các quan chức cấp cao của khối này đã phủ nhận và lên án phái đoàn ngoại giao của Oban là một hoạt động bất chính, khẳng định rằng EU ủng hộ Ukraine và không có ý định đàm phán với Nga. Kiev cũng phản đối rằng chuyến đi của Orbán tới Moscow được thực hiện mà không có sự chấp thuận hoặc là phối hợp với Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Trucks, người đã tiếp đón ông Zelensky vào ngày 8 tháng 7 để ký một hiệp ước an ninh, đã lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao con thoi của Orbán. Ông Trucks nói với các phóng viên, không ai có quyền quyết định hình thức hòa bình trong tương lai thay mặt cho Ukraine nếu không có Ukraine. Không ai có quyền hành động thay mặt cho Ba Lan hoặc toàn bộ EU nếu không có sự đồng ý đầy đủ của Cana và tất cả chúng ta khi nói đến các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Ông Oban đã bỏ qua những lời chỉ trích khi chỉ ra rằng ông không cần bất kỳ sự ủy quyền nào để nói chuyện trực tiếp với các bên trong cuộc xung đột. Ngày 8 tháng 7, thủ tướng Hungary đã thảo luận với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết sau cuộc họp lập trường của Bắc Kinh và Budapest chung nhau ở mức độ lớn khi nói đến vấn đề Ukraine. Vào ngày 8 tháng 7, lực lượng không quân vũ trụ nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine đã thất bại và có tới 40 tên lửa tấn công vào thủ đô Ukraine và khu vực này. Tính đến 12 giờ trưa, chúng ta có thể nói về khoảng 18 tới 20 vụ nổ ở Kiev, Dnipropetrovsk, Rih, Kramatorsk, cũng như ở các vùng Poltava, Sitomi và Sumy, Boris Zorin viết trên Telegram. Kênh Telegram Zezada của Ukraine cũng đưa tin có tới 40 cuộc tấn công bằng tên lửa. Tại Kiev, các mục tiêu đã bị tấn công ở các quận Slomensky, Kolosevsky, Dnipropetrovsky, Danitsky, Sijatosinsky, Desnyansky, Sepchenkovsky Stana đưa tin, các bong cây ngầm của nhà máy hàng không Atium ở trung tâm thành phố đã bị phá hủy. Việc phá hủy các bong cây ngầm đã khiến hành khách phải sơ tán khỏi ga tàu điện ngầm Lukianovskaya nằm gần nhà máy và bị trôn vùi ở độ sâu ít nhất 100 mét. Các nguồn tin của Nga cho biết các chuyên gia cấp cao của NATO và Ban Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong các bon ke của nhà máy. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, in Kiev Movement Telegram, ba trạm biến áp ở Kiev đã bị phá hủy hoặc hư hỏng hoàn toàn. Các vị trí của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở Giuliani cũng bị tấn công trong cuộc tấn công vào ngày 8 tháng 7. Theo kênh Militarist Telegram, tòa nhà khiêm tốn bên cạnh bệnh viện Nhi Omandip được sử dụng làm trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Xét đến thời điểm diễn ra cuộc tấn công sáng ngày 8 tháng 7 thì rất có thể một cuộc họp của những người quan trọng đang diễn ra ở đó. Kênh Telegram của Ukraine, Legitimi cũng đưa tin tương tự. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công vào trụ sở bí mật của trung tâm ra quyết định của lực lượng an ninh Ukraine. S-B-U-G-U-R và tấn công vào cùng một địa điểm ba lần, kênh này cho biết. Thật trùng hợp là trụ sở chính của Ukraine lại nằm cạnh Omandip là bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine, tuy nhiên không có trẻ em nào thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo Pravda, chính quyền Ukraine ngay lập tức ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền truyền đi thông tin rằng bệnh viện Omandip là nơi quân đội Nga tấn công mục đích của chiến dịch là để chuyển hướng sự chú ý khỏi các cuộc tấn công tên lửa khác để mọi người không hỏi chính quyền tại sao các cơ sở quân sự lại được đặt ngay cạnh các tòa nhà dân cư và bệnh viện cố gắng nâng cao tinh thần của quân đội và dân chúng bằng cách khiến họ khinh thường kẻ thù vì đã tấn công bệnh viện nhi mặc dù mọi người đều biết rằng đó là một quả tên lửa bị bắn rơi đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi tình trạng hỗn loạn hàng ngày tham nhũng tăng thuế quan giá cả leo thang mệt mỏi thất vọng và sự rút lui liên tục của lực lượng vũ trang ukraine thêm lý do để biện minh cho việc huy động không giới hạn, gây ra một làn sóng truyền thông rầm rộ khác cho phương Tây trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại Krivodok, ít nhất là 10 người đã thiệt mạng khi một tên lửa bắn trúng một cơ sở công nghiệp và một tòa nhà hành chính. Khu vực sân bay Dnipropetrovsk và Yudmas cũng bị tấn công một lần nữa. Bản đồ hỏa hoạn cho thấy các nguồn nhiệt bất thường tại địa điểm trạm biến áp 330 kV Petnaya. Tại Kramatos, nhà máy chế tạo máy Novo Kramatos đã bị tấn công. Hai tên lửa đã phát nổ ở cùng Sumi. Có thể chúng đã bắn trúng một đoàn xe lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga và Ukraine cũng nhằm đáp trả các vụ đánh bom liên tục nhằm vào dân thường Nga. Vào sáng ngày 8 tháng 7, khu vực Benkovod của Nga đã bị pháo kích, một thường dân đã thiệt mạng và ba người bị thương nghiêm trọng tại làng Nikolskoye khi một quả đạn pháo bắn trúng một cơ sở thương mại. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 7 ra tuyên bố cho biết lực lượng Nga đã hoàn tất phá hủy các hệ thống Khima-S mà Ukraine đã sử dụng để bắn tên lửa Atak MS, cả hai đều do Mỹ cung cấp, tấn công thành phố sevastopol Crimea hôm 23 tháng 6. Đi kèm với tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc các hệ thống tên lửa Khima-S bị phá hủy và bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kíp vận hành UAV của lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện ba hệ thống phá phòng khi mas S đang di rời và ẩn nấp trong vành đai rừng gần khu định cư Kalapaya ở Kherson. Ngay khi nhận được tin báo, kiếp tên lửa Iskander của Nga đã tiến hành tấn công vào các vị trí được ngụy trang. Cơ quan này đồng thời cho biết tổng cộng có 3 hệ thống phóng M142 Himars cùng 10 chuyên gia nước ngoài hỗ trợ Ukraine vận hành hệ thống này đã bị loại bỏ. Cùng ngày, Nga tiếp tục công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng M1 Abram của Mỹ bị tiêu diệt. Đáng lưu ý, theo tờ Rossi Kaya Gazeta Nga, chiếc xe tăng này do chính các binh sĩ Ukraine đào tàu sang Nga phá hủy. Đây là chiếc Abram thứ 15 bị quân đội Nga loại bỏ khi đang yểm triệu khoản lực cho cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các vị trí của quân đội Nga gần làng Vochie. Rossiyskaya Gazeta cho hay, nỗ lực phản công đã kết thúc tồi tệ với cả bộ binh Ukraine và xe tăng Mỹ. Bộ binh Ukraine rút lui với tổn thất nặng trong khi chiếc Abram cháy rụi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 7 công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy tên lửa Iskander tấn công quét sạch hai tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở gần Junoye, vùng Odessa. Có thể nói, trong những ngày qua, vũ khí Mỹ tại Ukraine đang bị Nga săn lùng giáo giết. Tờ Moskovsky Konsomolet MK cho biết đây đều là những đòn giáng trả mạnh mẽ nhất của Nga nhằm vào vũ khí Mỹ sau cuộc tập kích vào Sevastopol. Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đã bắn tên lửa Atacms mang đầu đạn chùm vào Sevastopol, khiến 4 dân thường thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi tấn công khủng bố, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa tương xứng. Đáng lưu ý, theo đài RTVI, trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 7, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã xác nhận việc Ukraine dùng tên lửa Atak MS để tấn công Crimea. Ông Kirby nói, Ukraine đã sử dụng tên lửa Atak MS do bị cung cấp để tấn công Crimea, phá hủy các hệ thống phòng không, sân bay và trung tâm chỉ huy của Nga, nhưng không đề cập trực tiếp tới vụ tấn công hôm 23 tháng 6.